Đội cá mập tôi thấy hiệu quả nhất là đội cá mập. Sơ nước của đội cá mập đã gần đầy rồi. Chép một người luôn. Đội cá mập có một cái phương pháp chơi liên liên đẩy ly nước khi phải đến đích. Nhưng bên cạnh đó, các thành viên của các đội người cũng ướt như thường. Thời gian còn rất là nhiều, chúng ta còn 5 phút nữa cho mỗi đội. Nhưng mà cái ly lượng, cái xô nước của đội cá mập chúng tôi đã thấy gần đây rồi. Smile, cố lên Smile ơi. Dạ, đừng núi lửa nữa. Cố lên. Cố lên, cá mập ơi, gần đây rồi. Chúng ta có thời gian ăn mừng. Dạ. Các thành viên của cá mập có thể ăn mừng. Ăn mừng nha. Chúng ta có thời gian ăn mừng. Quý vị về nhà của đội cá mập, chúng ta hãy vui chơi, nhảy múa và ăn mừng chiến thắng của chúng ta. Tôi thấy xe nước của ba đội còn lại cũng đang gần đây rồi. Anh Đèo ơi, cố lên, gần đây rồi.
vâng ạ. Rồi xin mời ba tiếng đếm các đội di chuyển về khu vực tập trung dưới lá cờ. Rồi xin mời các